Chào em. Sau một buổi điều trị nám thì về em thấy tình trạng da của mình như thế nào? Em thấy đỡ nhiều rồi anh ạ, không phải đến 50% rồi ấy. Về nhà có mọi người có bảo ai là có sự thay đổi khác biệt không? Có chứ, mọi người nhìn cái nhận ra luôn đấy. Thì nay là buổi điều trị tiếp theo thứ hai của mình nhá. Thì nay tình trạng da của em ấy, da nó còn đang hơi yếu một chút, thì nay anh sẽ tiến hành là điều trị phục hồi da cho em trước, và sau đó là kết hợp cùng với lại bắn nám. Về nhà thì sau buổi này thì nhớ là bôi serum phục hồi, kèm theo lại kem chống nắng với dưỡng ẩm nhé. Thế khi điều trị này thì mình có thấy đau rát gì không? Không anh ạ. Về nhà mình có phải chăm sóc nhiều bước hay đơn giản hơn? Tình trạng của mình thì anh thấy là các nốt tàn nhang nó biến mất rồi đấy, còn lại một ít nám điểm thôi. Đấy, thì năm nay là buổi điều trị của em đã kết thúc nhé. Thì về nhà mình nhớ chăm sóc da này, chống nắng, dưỡng ẩm rồi hồi phục da để cho da mình nó khỏe lên, để buổi sau mình điều trị buổi tiếp theo nhé. Rồi, ok em.